Chị em thấy rằng là bất kỳ làm một cái việc gì đó, đặc biệt lại làm những cái việc mà mình lại gì nhở, không thích nữa, thì quả là vấn đề khó phải không ạ? Thế nhưng tuy nhiên là qua buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi hy vọng đã gì ạ, đã chỉ cho các chị em cái cách mà để ta gì nhở, thực hiện kỷ luật, cũng như cách mà để ta gì nhở, tự kỷ luật bản thân, để ta có cái thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống phải không ạ? À, một ngày, 2 ngày có thể ta chưa nhận ra, nhưng 1 tháng, 1 năm, 2 con người, 1 con người sống một cách buông thả, tự do, với 1 con người gì ạ, sống kỷ luật, thì chắc chắn sẽ bước trên 2 con đường khác nhau.